Sáng 22 tháng 6, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 11 người, mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Trước đó khoảng 20 giờ 15 phút ngày 19 tháng 6, Công an thành phố Bắc Giang nhận trình báo về việc một nhóm người tụ tập ăn uống tại khu vực đập Phấn Sơn, thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, đã huy động lực lượng tới kiểm tra xử lý. Quá trình kiểm tra, công an thành phố Bắc Giang phát hiện 11 người cùng quê Bắc Giang đang tụ tập ăn uống tại khu nhà trông coi đập Vân Sơn. Người quản lý đập khai dù mọi người đến thu hoạch cá, sau đó làm cơm tổng kết tụ tập ăn uống vi phạm quy định phòng dịch. Tổng số tiền 82,5 triệu đồng và hiện đã có 4 người nộp phạt. Số người còn lại đang được đôn đốc thực hiện nộp phạt theo quy định. Trước đó cũng tại Bắc Giang, Chủ tịch huyện Yên Dũng đã xử phạt 5 người vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 102 triệu đồng.